Vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà nhãn cho đến ý từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của sắc để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà sắc cho đến pháp từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của nhãn thức để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà nhãn thức cho đến ý thức từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của danh sắc để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà danh sắc từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của ngã để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh, tuổi trẻ, người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà ngã cho đến người khiến thấy từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của điên đảo để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của tà kiến và các triền cái để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà điên đảo, tà kiến và các triền cái từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của duyên khởi để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà duyên khởi từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của bố thí, tham lam, giữ giới, phạm giới, nhẫn nhục, sân hận, tinh tấn, giải đãi, tịnh lự, tán loạn, Bát Nhã Ác Tuệ để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà bố thí, tham lam cho đến Bát Nhã Ác Tuệ từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của địa giới để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của thủy hỏa phong không thức giới để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà địa giới cho đến thức giới từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của quá khứ, hiện tại, vị lai để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà quá khứ, hiện tại, vị lai từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của vô trước để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà vô trước từng duyên vào đều thanh tịnh.
Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của niệm trụ để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi, vô lượng thần thông để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các Pháp mà niệm trụ cho đến thần thông từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của tịnh lự giải thoát, đẳng trì đẳng trí để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các Pháp mà tịnh lự giải thoát, đẳng trì đẳng trí từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của minh và giải thoát để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các Pháp mà minh và giải thoát từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của trí tận, trí vô sanh, trí nhất thiết để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của trí tận, trí vô sanh, trí nhất thiết duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy thì không duyên vào sự thanh tịnh của tất cả hữu tình các Pháp để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các Pháp, tất cả hữu tình duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của tất cả để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì các Đại Bồ Tát đã thông đạt tất cả bản tánh thanh tịnh của duyên. Nếu các Bồ Tát thông đạt tất cả bản tánh thanh tịnh của duyên là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Thiện Dũng Mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì không thấy đây là sắc cho đến thức, đây là do sắc cho đến thức, đây là thuộc sắc cho đến thức, đây là từ sắc cho đến thức. Các Bồ Tát ấy không thấy pháp của sắc vân vân như thế. Đối với sắc vân vân không thấy,